Tự hào là trung tâm kinh tế, là động lực tăng trưởng của tỉnh. Những năm qua, trong quá trình phát triển, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường. Với phương châm không đánh đổi môi trường để phát triển, thành phố đã thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo điều kiện sản xuất cho doanh nghiệp trên cơ sở không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và người lao động. Theo quyết định số 64 ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phải thực hiện biện pháp xử lý triệt để, trong đó có tới 8 đơn vị thuộc khu công nghiệp gang thép thành phố Thái Nguyên. Đến nay, toàn bộ 15 cơ sở này đã đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải và hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm đối với nước thải. Đặc biệt, các đơn vị trong khu công nghiệp gang thép đều đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tiến thiết bị, công nghệ, vừa giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm môi trường, vừa làm lợi hàng trăm tỷ đồng trong sản xuất. Công ty cũng đã rất là chú trọng trong cái việc là duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng mà bên cạnh đó là vẫn phải đảm bảo được cái công tác môi trường. Nếu như mà cái môi trường không đảm bảo thì chắc chắn là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ không được sản xuất nữa, thì sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến cái đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty cũng như là những cái an sinh xã hội ở ngoài. Ví dụ như là phân xưởng trưng dầu cốc đấy, thì chúng tôi cũng đã dừng cái sản xuất này để sử dụng cái dầu cốc vào trong cái mục đích là thay dầu FO đốt ở bên các nhà máy cán ở trong lò cán. Chúng tôi cũng đã thiết kế một cái hệ thống là đốt cái khí than dư để không có cái hiện tượng là phát tán khí than dư ra môi trường. Ngoài các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở y tế cũng là những đơn vị gây tác động tới môi trường. Ý thức được vấn đề đó, trong thời gian qua, Bệnh viện C Thái Nguyên đã đầu tư hơn 8 tỷ đồng để xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải. Trong khi đó, Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên đang tìm nguồn vốn để nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi cũng rất mong cơ quan cấp trên quan tâm và đầu tư cho chúng tôi một hệ thống xử lý nước thải mới, để có thể về lâu về dài là đáp ứng được cái việc là bảo vệ môi trường, tránh việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn mà Bệnh viện Lao Bệnh của chúng tôi đang đóng trên địa bàn. Năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành nhiều văn bản để triển khai việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng và triển khai các kế hoạch về bảo vệ môi trường, chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, yêu cầu các cơ sở lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về các nguồn thải, làm cơ sở cho việc kiểm tra và giám sát nguồn thải, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường cho các cán bộ làm công tác này ở thành phố cũng như cấp xã phường. Từ đó, duy trì kết quả bảo vệ môi trường một cách bền vững trên địa bàn thành phố, đóng góp vào kết quả chung trên toàn tỉnh.